16 giờ ngày thứ bảy 27 tháng 9 năm 2008. Dự thi vòng loại nhóm gồm 4 thí sinh, mỗi thí sinh mang theo 2 tấm hình 3x4 và giấy tờ tùy thân để đối chiếu tuổi. Ban tổ chức đề nghị các thí sinh phải có thái độ văn minh lịch sự khi đăng ký dự tuyển và tham gia chương trình. Ban tổ chức chương trình giải trí truyền hình Hát với ngôi sao thông báo về việc thay đổi công ty và địa điểm phát hành tạp chí HTV. Bắt đầu từ kỳ 1 tháng 10 năm 2008, Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền phát hành tạp chí HTV cho công ty cổ phần đầu tư thương mại An Việt. Vậy kính đề nghị các đại lý và cửa hàng sách báo liên hệ với công ty cổ phần đầu tư thương mại An Việt để đăng ký tạp chí HTV. Địa chỉ đăng ký tạp chí HTV: số 14 Úc Tịch, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ nhận tạp chí HTV: nhà máy in Lê Quang Lộc, số 161 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại và fax 088-115-326, 088-112-421. Email phát hành pháp luật amoc@gmail.com. Tòa soạn tạp chí HTV. Vui khúc đồng dao, một thế giới hồn nhiên, vui nhộn và đầy ắp tiếng cười với những bài hát đồng dao, những nhân vật quen thuộc từ miền cổ tích và những thử thách đầy gay cấn trong các trò chơi vận động lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình. Hãy cùng hòa mình vào không khí sôi động của một chương trình vận động trường dành cho thiếu nhi được phát sóng vào lúc 11:20 trưa chủ nhật hàng tuần trên TV9 các bạn nhé. Chương trình truyền hình trên HTV7 từ 19 giờ tối nay gồm có những tiết mục sau đây: 19 giờ liên hoan rối quốc tế, 19 giờ 30 phút hoa hướng dương, 19 giờ 50 phút thế giới 24 giờ, 20 giờ chúc mừng sinh nhật, 20 giờ 30 phút chương trình vượt lên chính mình, 21 giờ bước chân khám phá sông Đà tập 7 dấu xưa Đà Giang, 21 giờ 10 phút câu chuyện các ngôi sao, 21 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam tuổi yêu tập 5, 22 giờ 30 phút tin trong nước, 22 giờ 45 phút chiếu phim truyện Trung Quốc đề hình quan đại tống tập 5, 23 giờ 40 phút tin cuối ngày, tin thế giới, tin thể thao. Chương trình truyền hình rạng sáng ngày 20 tháng 9 gồm có 0 giờ 5 phút sân khấu về khuya kịch Cơn Hồng Thủy Trong Lòng Người, 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam Sóng Gió Cuộc Đời tập 17, 3 giờ 20 phút thế giới đó đây những thế giới riêng biệt, 3 giờ 45 phút khéo tay hay làm đánh tạc Trung Thu, 4 giờ 5 phút câu lạc bộ thể thao. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình.